Con này là máy zin anh em ạ, máy còn nguyên nhé. Đây là máy của con dây, mặt máy còn chưa ra nhé. Đây phải nói là mặt máy còn chưa ra chứ không phải là gì. Đấy, mặt máy còn chưa ra, ốc gác còn nguyên zin luôn. Đấy, dây súp 2005, con này chất thật đấy. Vâng, xin chào anh em nhé. Em vừa mua được con xe dây súp 2005, vừa chuyển tiền ở ngân hàng ra xong và vừa mua được con xe đẹp chất lắm anh em ạ. Con này là dây súp 2005 nhé. Bản này là bản cuối của dây rồi, dây 2005 xong có chuyển sang Innova đấy. Mà cái bản này là bản đặc biệt vì dây nó có 3 bản, bản dây DXGL và bản dây súp là cái bản cao cấp nhất rồi. Đấy, nhìn cái dòng này chạy sướng không kém gì Innova cả. Sơn chưa có một giọt bả nào trên xe. Mua xe chất thật anh em ạ. Đây này. Dây súp nó khác, nó cản trước nó khác con cái dây bản GL đấy. Đây. Xe đẹp cực kỳ, keo chỉ không mất phân nào luôn, máy còn zin luôn, khẳng định nha, con dây súp này là máy còn zin luôn. Chưa gặp lần nào gặp con dây là máy còn zin đấy. 2005 bản dây súp nhé. Đây bản dây súp nó khác cả cái cản trước này, nó các anh nhìn cái form nó béo hơn rồi. Dây súp 2005 một con này 270 triệu bao hồ sơ vận chuyển trên toàn quốc anh em nhé. Đấy. Đây, hàng này hàng thuốc độc rồi. Đấy, anh em nhìn này. Lom cái form bản dây súp thì nhìn cái form nó béo hơn cái phản bản GL. Đấy, anh em nào biết về dây thì mới chơi dòng này được. Đấy, nó con này nó là hàng thuốc chuột rồi. Rất đẹp luôn. Chưa có một giọt bả nào trên xe nhé. Đấy, tổng thành xe này, phần nội thất này anh em nhìn này. Nội thất nguyên nỉ luôn. Trần sáng như mới này. Đấy. Con này nếu anh em nào mua về để đi gia đình thì đúng là chất cực kỳ luôn, là ghế nỉ nguyên xe, sàn vẫn là sàn nỉ nguyên bản nhé, và máy chưa ra, mới chạy có 18 vạn chuẩn luôn. Đấy, hiếm được con xe nào như này lắm. Đấy, hiếm được con xe nào chất như này luôn. Tất cả keo chỉ lắm này, cho keo chỉ xem, keo chỉ 4 cánh luôn. Đấy, sau bên phụ không mất một phân nào. Con này là dây súp 2005 đấy, bản này chuyển xong cái bản này đến bản Innova nhé, vì cái dòng dây súp này nó chẳng khác gì dòng xe cúp 82 đâu, nó là cái dòng huyền thoại rồi đấy. Các bạn nhìn này, nguyên nỉ, sàn nỉ 100% và ghế nỉ 100% đấy. Đây, cái dàn điều hòa nó trần nó như mới như này cơ mà đấy. Này, vô lăng đây, cần số đây. Xe này đẹp xuất sắc, hàng thuốc chuột nhé. 2005 dây súp, bản dây súp là cái bản đủ nhất của dây rồi. Nhìn cái bản này là bản cao cấp hơn các bản dây GL nhiều. Tất cả sàn của nó nguyên là sàn nỉ nguyên bản từ đầu đến cuối. Thế em sợ ốc chưa tháo luôn. Kiếm một con zin toàn tập, các khẳng định nhà con này zin toàn tập luôn. Chưa có nốc nào, gần như chưa có nốc nào tháo trên xe ra. Đấy, anh em nhìn này, chưa có nào tháo luôn, kinh thật. Con này là 270 triệu anh em nhé. Bản dây là dây súp nhá, anh em tìm hiểu về dây súp đi, chứ còn đâu là dây GL thì nó không đến. Là dây súp. Keo chỉ này không mất một phân nào. Sơn tây không có một giọt bả nào luôn. Khủng khiếp. Đây, ghế nỉ nguyên xe nhá, ghế nỉ tất cả là ghế còn ghế nỉ nguyên xe luôn này. Đấy chưa? Xe phải nói là đẹp nghiệt ngã luôn, con bản dây này nhé anh em ấy. Giá con này 270 triệu đồng, bao hồ sơ và vận chuyển trên toàn quốc. Đấy, anh em nào ưng cái dòng này thì alo cho em nhé. Các bác nào, anh em nào phải chơi dây rồi thì mới biết được. Dây dòng dây này nó là dây súp mà, chứ không phải là dây thường đâu nhé. Không phải dây GL gì cả. Tất cả keo chỉ 4 cánh, không mất một phân nào luôn. Đảm bảo và cam kết không mất phân nào. Trên xe không có một giọt bả, các bạn nhìn cánh cửa này. Không có một giọt bả nào, nghe tiếng như biết. Sàn 100% sàn nỉ luôn này. Đấy, xung quanh sàn nỉ luôn. Đâu, cái hàng này hàng hiếm có, khó tìm. Yên ngựa đằng đặc trưng của dây đây. Đấy. Tất cả chi tiết của nó còn đẹp như này mà. Chưa tháo một tí gì luôn. Đấy, con này cực chất đấy. Vâng, cái cửa của anh em nhìn này. Sáng như mới. Đây, xong nhìn lại form dáng tổng thể con dây súp 2005 nhé anh em nhé.
Đấy, dây súp với cái cản này nó khác cái dây thường GL, mà nó form nó béo hơn nhiều, form nó béo hơn dây GL nhiều nhé. Đấy. À, gầm bệ để quay cho em anh em gầm bệ luôn này. Này, sơn tây nó còn nguyên trong gầm bệ luôn này. Đấy. Không mất một giọt nào, xe thật đẹp thật đấy. Là răng đúc lốp đều. Về không phải làm gì cả. À. Đây là dây súp, đây là bản dây súp, nó có dây súp này. Đấy, dây GL nó sẽ dây GL và DX sẽ gây bản DX. Đấy, biển con này là gốc Hà Nội Đồng Hoàng nhé, không phải là gốc tỉnh đâu, gốc Hà Nội Đồng Hoàng ấy. Anh em nhìn lại bản con dây à. Đấy, con này là 270 triệu bao hồ sơ và vận chuyển trên toàn quốc nhé. Đây, tổng hành xe cho anh em xem lại lần nữa, quay cho anh em xem. Đấy, dây 2005 bản dây súp, giá là 270 triệu bao hồ sơ vận chuyển trên toàn quốc nhé. Anh em nào ưng thì alo cho em theo số điện thoại là 0888 907 666 nhé. Xe đẹp thật. À, sơn còn như này cơ mà chưa mất một phân keo chỉ nào, xe đẹp nghiệt ngã luôn. Đấy, mọi chi tiết của xe này, anh em ghế nỉ nguyên xe, máy chưa ra luôn, cho anh em xem luôn cái phần này, máy móc của xe luôn, kiểm tra chất lượng luôn. Đây nhá anh em nhỉ, máy nhìn thì biết này, đây là cái đơn giản những cái phần này, ốc chưa tháo này, ốc trong này chưa tháo tí gì luôn, và mặt máy khẳng định mặt máy cũng chưa ra luôn này, đây là mặt máy chưa ra luôn nhé. Đấy, mặt máy chưa ra của con dây GL này, à, ốc chân máy này. Ốc chân máy chưa có hiện tượng tháo dỡ gì. Đây là con dây súp nhá, 2005 và là máy zin luôn. Đấy, cam kết với anh em là máy zin luôn, ra máy sáng. À, ốc ác chưa ra con ốc nào, nó vàng rưỡi luôn. Đây là bản hiếm nhá, bản hiếm cực hiếm luôn, chưa gặp một con dây nào gọi là khỏe đó, con đẹp như vậy. Ốc capo chưa có hiện tượng tháo luôn này. Này, ốc này của keo nhà sản xuất vẫn bôi còn nguyên này, chưa có hiện tượng tháo ra, hắn dính keo này, thấy chưa. Đó, xe đẹp. Phải nói anh em là nếu anh em nào chơi cái dòng dây này, nếu biết về dòng dây này thì chơi con dây này cực chất luôn. Đấy, bản này bản dây súp 2005 nhé. À, tất cả nha, tất cả những cái phần này keo của nhà sản xuất nó bám vào ốc, chưa thèm, chưa ai xoáy ra, chưa động chạm gì này. Lắp cabo chưa có hiện tượng xoáy này. Đấy, phải nói là dây này, con dây này đẹp thật luôn. Đấy, anh em nào ưng ơi con dây này thì alo cho em nhé. Đấy, 2005. Bản này bản 1.8 thôi, rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn nhé. Con này gốc Hà Nội luôn. Đấy, anh em ưng cái dòng này thì alo cho em sớm để xem được cái mẫu dây này, em quay lại tổng thành cho anh em lần nữa nhé. Đấy, máy móc gầm bệ chất lắm. Em vừa mua ở trong ngân hàng ra đây, anh em vừa thanh toán tiền xong rồi anh em về rồi thì em quay luôn cho anh em nóng hổi nhìn thấy xe đẹp, quay nóng hổi luôn để cho anh em xem luôn đấy, tổng thành xe luôn. Đấy. À, xe dòng này chạy sướng không kém gì Innova cả. Đấy, tổng thành nhá, con dây súp 2005 nhé, giá 270 triệu bao hồ sơ vận chuyển nhá anh em nhé. Đấy, em vừa mua xong rồi em ra quay lên luôn cho anh em. Ấy, anh em nào có thích cái mẫu dây này thì alo cho em theo số 0888 907 666 nhé. Đấy, hoặc là đến trực tiếp tại cửa hàng em đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương để xem xe nhé. Anh em kết thúc video thì anh em nhớ nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ em và được cập nhật những mẫu xe mới nhất của bên em nhé. Đấy, xin chào anh em nhé.